Đêm nay là cuộc đụng độ của những người mẫu Cao Ngân, Đăng Khánh và Hoàng Thùy, Gương Mặt Anh Quân. Họ đẹp, họ cao, nhưng nấu ăn biết sẽ ra sao? Trợ lý của em có nói một câu chị luộc trứng mà còn cháy. Trời đất ơi. Các cái hình vuông á trời. Trời ơi, bà không nói chắc. Trời ơi, anh Nghĩa ơi, em thấy làm như vậy thì nó không có hợp lý tí nào. Sao vậy? Như là tự xử hết, tại sao ở đây thì anh phụ người ta quá trời như vậy thì... Chương trình khi tràn vào bếp thì tự xử nha. Em làm gì vậy? Nguyên chén bột năng bỏ vô cái tô rồi. Trời là trời. Cái này không phải chiên giòn, mình bỏ nửa muỗng thôi. Chị Harry lại nói gì đúng không? Em đang chế nè, tại nãy chế có đứng nhìn, cứ hiểu không? Rồi, em đang làm cái chế mà. Và chủ đề hôm nay sẽ đem đến món ăn gì? Hãy theo dõi để có câu trả lời nhé. Khi tràn vào bếp. Trời đất ơi! Thôi thôi đừng có kêu nữa mà, nhức đầu quá. Trời ơi, em tức mất dẻo luôn á, thiệt. Biết rồi. Biết là em đang tức, đang bực một cái chuyện gì đó. Nhưng mà em la suốt cái đường đi từ nãy tới giờ. Anh nhức đầu hơn em luôn đó. Này nè anh ơi. Gì? Em mua trên mạng. Em thấy cái áo này nó đẹp quá à. Xong rồi thì em tính mua. Trời ơi, mà cái vải thì nó rẻ bèo mà trời ơi. Mà cái size nó cũng không phải là size của em nữa. Bởi vậy nói nhiều khi mua hàng trên mạng á, nó không có đúng đâu. Tức thôi, thôi được rồi, bây giờ vậy nè, đừng có tức nữa. Bỏ vô đây đi, anh sẽ có những cái cách giúp cho em bình tĩnh lại nha. Không có tức nữa. Cái gì? Ha, hôm nay chúng ta sẽ làm một món ăn gì đó đi. Mình làm một món ăn gì đó để mình ăn vô, mình sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng, tâm hồn nó thanh thản. Bao nhiêu cái mệt mỏi, muộn phiền, thậm chí là bực tức, nóng giận, nó cũng sẽ tan theo mây khói. Đúng rồi, em cảm thấy em nghe thôi là em thấy có sức sống liền luôn đó. Thôi ăn liền đi anh. Nếu như vậy hôm nay chủ đề nấu ăn của chúng ta sẽ là bình tĩnh sống, ok? Dạ, em sẽ bình tĩnh sống. Dạ, xin được chào đón tất cả mọi người đang đến với chương trình Khi chàng vào bếp. Chương trình Khi chàng vào bếp do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và cảm ơn Jolly Max Food đã đồng hành cùng với chúng tôi. Chương trình phát sóng vào lúc 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Xin được giới thiệu đội đầu tiên của Đại Nghĩa. Hãy chào đón Dương Mạc Anh Quân và siêu mẫu Hoàng Thùy. Cảm ơn em đã đến với căn bếp nhà anh dạ. Hôm nay. Trời quá đẹp luôn. Còn đội ơi. Nhà em có ai không? Không thua kém gì, cũng là người mẫu. Ai nè? Xin mời Cao Ngân và Đăng Khánh. Thấy chưa, anh? Bên đây cũng không thua kém gì. Y như thung lũng nè. Ém nó lượn lên lượn xuống. Bốn đứa em luôn. Đẹp là ai cũng biết hết trơn trọi rồi. Nhưng mà cái khoản nấu bếp thì anh chưa biết nè. Giờ thú thiệt đi. Anh có biết không, trợ lý của em có nói một câu á, chị luộc trứng mà còn cháy. Cái gì anh? Luộc trứng mà cháy là sao em? Trời đất ơi, vậy là còn hơn em đó. Trời. Còn Quân sao em? Em là điển hình của một người đàn ông là vụng về. Còn bên đây làm sao? Em là người miền Tây, thì là con gái miền Tây rất là đảm đang, giỏi giang, biết nấu ăn được các thứ hết. Thôi chết rồi. Còn Khánh thì có biết nấu món ăn không? Dạ em cũng có một chút kinh nghiệm về nấu ăn. Ồ, có chút kinh nghiệm, dùng từ kinh nghiệm đó anh. Cho nên là cuộc thi hôm nay cũng sẽ rất là thú vị. Dạ thưa tất cả mọi người, trước khi chúng ta gặp đầu bếp thì mình sẽ cùng chơi một trò chơi. Trò chơi tên là ai ăn bánh nhanh hơn. Cái trò chơi này á, các bạn nữ sẽ cầm bánh hoặc kẹo để lên trên trán của bạn nam. Rồi bạn nam không được dùng tay, phải bằng cách nào đó hất thảy sao mà cái bánh lọt trong miệng mình ăn. Trong khoảng thời gian 2 phút, bên nào ăn được nhiều hơn thì bên đó sẽ chiến thắng. Và đội chiến thắng thì khi nấu ăn sẽ được kéo màn lên 2 lần để nhìn nhau, giao lưu, nói chuyện với nhau. Còn người thua thì mở màn được duy nhất một lần mà thôi. Rồi, bây giờ hai đội sẵn sàng nha, đội xanh và đội vàng. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Bắt đầu. Ăn kẹo. Bắt đầu. Ăn kẹo trước, ăn kẹo trước. Kẹo trước đúng không? Nhanh lên cưng. Ôi trời ơi. Anh ơi. Quân kìa. Ê Quân trà. Quân chưa. Nhảy mạnh mạnh lên. Không vậy đâu. Trời ơi. Ủa muốn chết thì trời. Ôi. Rồi.
nhảy mạnh lên. Một cái. Đó, gần được rồi. Trời ơi, ăn cái bánh mà vất vả quá. Ráng lên. Hay quá. Đó. Cái gì bà Ngân mới chụp cùng thẹo luôn vậy? Tiếp. Trời ơi, có sao không? Rồi. Ngửa ra, đó. Rồi. Anh ơi, cậu. Rồi. Rồi, từ. Kết lên. Từ. Hả? Từ. Đó. Thì quá ác ghê, không để ngay một bên thẳng này, để ngay cái lùi bối. 7, 6, 5 4, 3, 2 Ráng lên Phương ơi, 1, ráng lên. Hết chưa? Ôi, cái trò chơi này khó quá, tội nghiệp Quân. Cuối cùng ai được một cái bánh? Ở đây hai cái. Rồi quá vậy. Dạ. Như vậy là cuối cùng thì đội của Ngân và Khánh đã chiến thắng. Chúc mừng. Đội hai em sẽ được kéo màn 2 lần nha. Dạ. Còn đội của Thùy thì chỉ kéo màn 1 lần thôi. Dạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi chút xíu. Sau đó mình sẽ gặp đầu bếp của ngày hôm nay. Khi các chàng cứ mãi lóng ngóng. Cẩn thận tay, trời ơi. Ủa mà cái bột nó bỏ chưa? Nhỏ xíu vậy thì làm cái gì vậy trời? Rồi chưa? Chị hay đi qua chị nói sao bỏ một ít quá kìa. Một ít thôi, nghe là chế nè. À, chị đang cố làm em tâm đúng không? Cố làm. Cái sai sao vậy? Đây, đó. Em bảo cái chiều này. Rồi ai mà lấy cái bột nó bỏ vô trong đây trời đất ơi. Và các nàng bắt đầu nóng nảy. Cái gì? Cái gì la dữ vậy? Cứ lại cái kỹ gì vậy? Không tin. Anh nghe lời em đi. Anh cắt cái đồng hàng ra. Chuyện gì sẽ xảy ra? Đáp án sẽ có ngay bây giờ. Khi trở vào bếp. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Khi Chàng Vào Bếp. Và đầu bếp của ngày hôm nay là một gương mặt rất là quen thuộc với chúng ta, anh Jack Lee. Yeah, xin chào. Jack Lee là một đầu bếp nổi tiếng người Mỹ gốc Việt. Anh từng nấu ăn cho rất nhiều ngôi sao Hollywood như Angelina Jolie, nữ minh tinh Charlize Theron. Năm 2017, anh đoạt giải Đầu Bếp của Năm do báo Thể thao Văn hóa tổ chức. Anh ơi, hôm nay với chủ đề bình tĩnh sống thì anh sẽ hướng dẫn món ăn gì đây? Mình sẽ làm một món chay. Ha. Thì món ăn đó là tàu hủ kỳ bọc nấm mang che. Dạ. Vậy thì ngay bây giờ thì anh Jack hãy hướng dẫn cho Hoàng Thùy và Cao Ngân thực hiện món ăn này nhé. Dạ. Còn chúng ta những người còn lại đi thôi. Đi thôi, đi, xin mời. Rồi, mời hai em Cao. Hôm nay Trác sẽ hướng dẫn em một món tàu hủ kỳ. Thì đây là mình có tàu hủ kỳ, dầu mè, mang nè, tàu hủ, nấm, hành lá xanh, một chút bột năng, giá với cà rốt. Trước tiên hãy trộn măng, đậu hủ, hành, cà rốt và nấm, rồi nêm thêm một chút muối, nêm một chút bột canh chili mè, dầu mè, cùng một ít bột năng. Khi dầu nóng, cho tất cả vào xào. Sau đó cho thêm một muỗng nước tương. Cuối cùng cho giá vào để giữ được độ giòn của giá. Bây giờ thì trải phù trúc ra, đặt nhân vào giữa và gói lại thật cẩn thận, rồi cột lại bằng lá hành. Lưu ý khi chiên, bước đầu cần chiên giòn phần lá xòe phía trên cho cứng, rồi mới thả phần nhân vào chiên cho thật giòn đều. Kế đến làm sốt nhé. Chảo dầu nóng thì phi hành, tỏi cho thơm, nêm một chút bột canh chili mè và 150g tương xí muội chili mè, một muỗng tương cà, dầu mè cùng chút nước để sốt nóng lên là được.
món ăn đã sẵn sàng rồi. Hãy điểm thêm rau càng cua, cà chua, rồi rưới sốt chua ngọt lên và thưởng thức ngay thôi. Bây giờ mình thử trước nha. Dạ. Hỏi em một miếng nha. Mình cần cái sốt nha. Ăn sao à? Ngân cảm thấy sao? Dạ quá ngon. Cái sốt nó không có quá cay mà nó không có quá mặn. Nó rất là vừa. Rất là vừa ăn ha. Độ giòn của nấm á, ăn sực sực rất là đã. Cái tàu ở ngoài á, giòn lắm. Rồi. Yeah. Rồi, cố lên nha. Chúc may mắn. Dạ. Như vậy là hai đội đều chuẩn bị xong hết rồi. Thì bây giờ thì Harry xin mời hai cô gái vào phòng. Khoảng thời gian là 30 phút dành cho cả hai đội. Và Harry One cũng xin nhắc lại là đội của Cao Ngân và Đăng Khánh sẽ mở màn được hai lần. Đội Hoàng Thùy mở màn một lần. Chuẩn bị sẵn sàng nha. Buông màn. Nghe không? Ok. Đừng có để An Dũng rồi cái cứ. Ok. Em nói nghe đúng không? Ok, nghe rõ. Ừ. Dạ bây giờ thời gian bắt đầu. Bây giờ làm nhiên liệu ở bên trong này, bao gồm cà rốt anh xắt nó nhỏ ra, anh bào nó ra, nó bào sợi nó ra, xong cắt nhỏ nó ra. Ok. Bào sợi hả? Bào sợi. Cái xài sao vậy? Đây, đó. Em bào theo chiều này. Rồi bây giờ anh cắt nấm đi, cắt nấm mỏng ra. Nấm cắt ra bây giờ. Cắt đôi ra. Là vậy đó hả? Nấm cắt đôi rồi gì nữa? Rồi sao nữa thầy ơi? Đậu hũ cắt bằng móng tay. Ok. Ủa mà cái bột nó bỏ cho nhỏ xíu vậy thì làm cái gì vậy trời? Trời chết. Chị Harry Won, chị nói sao bỏ bột ít quá kìa. Nhanh đi cưng ơi, một ít thôi nghe lời chế nè, nãy chế có nhìn mà. À, chị đang cố làm em không tâm cố làm. Khánh, bắt chảo lên chưa? Rồi, đổ nguyên liệu vô. Khoan từ, chưa nóng chảo. Rồi ai mà lấy cái bột nó bỏ vô trong đây trời đất ơi. Sao em rối quá nè. Bây giờ em bắt cái chảo rồi, bây giờ đang sôi lên. Thì bây giờ em bỏ cái nguyên liệu hồi nãy vô đúng không? Kìa, coi đi kìa. Bởi nè, mẹ cứ nhìn chế nè. Đây nè. Qua bên kia kìa. Trời. Trời ơi, thiết chưa? Sao vậy? Trời đất, bỏ cái gì vô? Bỏ gì? Nấm, măng, cà rốt, bỏ vô chung một cái tô. Ôi trời ơi, cà rốt chưa sắc nữa. Trời ơi, thiết chưa? Bỏ cái gì vô? Nhanh đi, không có thời gian bàn xuống kìa. Nấm sắc luôn. Trời ơi, bà không có nói sắc làm sao mà tôi biết. Sắc nhuyễn ra. Sắc nhuyễn ra, xong rồi bỏ vô cái tô. Rồi bỏ thằng Niêm vô. Đấy. Rồi. Bỏ thằng Niêm vô, bỏ đường vô. Chết rồi. Bỏ một chút bột vô. Bỏ hết luôn rồi đi, chết. Trời ơi, bỏ như vậy chừng nào xong, trời ơi. Rồi có bỏ cái tàu hủ không? Vô ăn chay em có thủ sao ăn? Rồi, biết rồi. Em làm gì vậy? Sao anh đầu bếp anh kêu em đang làm gì kìa? Nguyên chén bột năng bỏ vô cái tô rồi. Trời là trời. Cái này không phải chiên giòn, mình bỏ nửa muỗng thôi. À vậy hả? Trời ơi. Chỉ là muốn giúp đỡ thôi mà. Bây giờ làm sao vậy? Giúp không được rồi đó, bây giờ phải làm rồi. Lại. Cắt lại đi, cắt lại xong rồi mình bỏ một chút bột năng nha. Xong rồi bỏ vô xào nó lên. Rồi. Vậy Harry lại nói gì đúng không? Nghe nó chế nè, tại nãy chế có đứng nhìn, cứ hiểu không? Rồi, em đang làm nó chế mà. Bỏ vô chung nó xào, xong rồi xào qua, xào lại tầm 2 phút. Xào từ 2 phút thôi hả? 2-3
bút cũng được. Rồi ok ok ok. Xong chưa? Ơi từ 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 đi, em đang trộn, em đang trộn. Cẩn thận, cẩn thận. Được chưa? Bây giờ anh bắt nước cho nó sôi lên sẵn đi cho em đi. Mình nhúng hành vào thôi cho nó vừa dai thôi, xong mình vớt nó ra như kiểu mình ăn trụng ấy. Rồi 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 rồi. Cho nó dài nha, đừng có cắt hành ra, đừng cắt. Lấy cái bát tô. Rồi. Bỏ hơi hỗn hợp đấy vào. Rồi. Bỏ cái muối vào. Cho dầu một chút vào chảo nhá. Xào nhân đúng không? Ừ, xào xào sơ thôi, đừng có xào kỹ quá, tí mình chiên lại nữa. Đây, xào nhân này. Rồi nêm thêm một chút muối, nêm một chút bột canh chili mess, dầu mè, cùng một ít bột năng. Đây, xào nhân này. Cái nồi nước sôi là để trụng hành đúng không? Đúng rồi, trụng hành đi. Trụng vừa phải ra anh nhá, đừng có trụng ấy quá. Rồi. Bỏ giá vô trộn qua trộn lại, tại vì giá hồi nãy mình không có xào liền được. Bỏ giá vô trong cái chảo đúng không? Không mà, bỏ giá vô trong cái tô á. Rồi trộn trộn đều lên. Rồi 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 sao nữa, rồi sao nữa? Lấy cái nồi bắt lên lò. Rồi sao nữa? Đổ vô ăn vô. Đổ đầy đầy á nha cưng. Nói đây nói cái miếng tàu hũ to. Rồi. Mà miếng tàu hũ của cưng đang là cứng hay mềm? À, miếng tàu hũ của em là đang rất là giòn. Rồi lấy nước trộn cho nó mềm. Em đang thay nước trên đó nè. Rồi, cưng bỏ nhân vô. Bỏ nhân vô. Bỏ vừa đủ một nhúm gì nè. Rồi, 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 rồi. Có phải làm vậy không? Khánh ơi. Cái gì la dữ vậy? Cưng làm cái kia gì vậy? Ủa, cái đống của em đâu rồi? Ủa, chị đem ra ngoài cho mẹ em làm đi. Không, 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 ghi là có phải làm như vậy không? Làm như vậy hả? Làm như vậy hả? Sao ít thôi anh Quân ơi. Rồi, ok, xong. Giá nó đang nguyên cọng đúng không? Rồi, đúng. Anh cắt đôi ra cho em. Thơm quá. Em ngồi có thể em được. Trời ơi, cắt đôi cộng giá nữa. Chị nè, em để đây nè, chị nè. Rồi làm giá sắn thôi. Cẩn thận tay, trời ơi. Đổ cái đồ hỗn hợp anh xào ấy ra bát đi. Xong mới cho giá đỗ vào. Xong. Xong chưa? Rồi. Bây giờ gói thì anh đặt cái to ra ngoài, cái nhỏ vào trong. To ra ngoài. Được chưa? Rồi. Anh cuộn nó lại. Cho tí là cho nhân vào trong đúng không? Ừ, đúng rồi, cho nhân vào trong. Mà vừa phải thôi, đừng cho nhiều quá. Đang cuộn. Chia đều cho 4 cái. Là sao? Là sao? Thì chia làm 4, chia đều ra 4 phần ăn. Không phải bỏ hết vô luôn cái thằng hủ kỳ hả? Tàu hủ ghi vậy trời. Thế ơi. Thế coi kìa, coi kìa. Rồi sao nào, sao nào? Bây giờ sao? Nhúng nước chưa? Rồi, nhúng rồi, ướt kịp rồi nè. Chảy thẳng ra. Nhúng chảy thẳng ra. Chảy gì đó trời. Nè, ướt kịp rồi. Rồi bỏ miếng nhỏ đâu? Miếng nhỏ ở trên nè. Sao vậy? Đây nè, hình vuông miếng nhài với hình vuông nhỏ. Hiểu chưa? À, là cắt cho nó nhỏ đó. Cắt cái hình vuông á trời. Trời ơi, bà không được cắt. Cắt vuông. Cưng cắt ba cái hình vuông lớn. Nãy giờ tại bà không chịu nói cắt hình vuông. Đúng rồi, thật ra thì hồi nãy mình đâu có nghe đâu. Và ba cái hình vuông nhỏ. Ê, bình tĩnh. Bình tĩnh. Xong, bình tĩnh. Ở đây không đúng rồi, mình phải làm bình tĩnh thôi. Dạ, ở đây, bình tĩnh. Một cái lớn, hai cái nhỏ cũng được. Nhưng mà phải có nước. Đúng, dạ, có nước. Đúng quá. No, làm nữa. Nữa hả? Nha. Rồi. Dạ, chân đây. Trời nhiều dữ vậy. Thành lá phải làm nó mềm. Nó mềm anh. Luộc á, giống như luộc đó. Khánh ơi, xong chưa? Từ, em đang cuốn. Em đang luộc hành để còn tiếp. Cưng đi hấm mà. Chứ sao? Ủa, hồi nãy là hành sao ơi? Chính xác. Nói chung là chúng ta phải là hành tiếp sau đó. Ủa, còn giá làm gì? À, không, giá không bỏ chung vào cái hỗn hợp à? À. Bây giờ thôi để em bấm em hướng dẫn anh nhé. Chưa cần. Rồi, bỏ rồi. Cái đoạn này là được rồi. Đây là Thùy, được 2 cái rồi nè. Đó, được 2 cái rồi. Ừ, được rồi đấy. Có giá bên trong chưa? Chưa, cái 2 cái chưa có. Bây giờ được đây. Không, bây giờ tháo nó ra, cắt hành ra. Anh cắt cộng hành ra.
đây rồi, đây rồi. Có giáo vào trong chưa? Cái này chưa có nhưng mà để làm. Không cần, anh nghe lời em đi. Anh cắt cái cọng hành ra rồi nhét giáo vào thôi. Nhét giáo vào cột lại nhanh lên. Gõ vô khó lắm đó. Khó lắm, nó bị ấy. Nó bể đấy. Không sao đâu, anh cứ cắt đi. Rồi xong cái này. Buộc vào. Đây đang cuộn. Rồi. Xào qua xào lại. Ngâm. Bỏ một miếng hạt nêm vô. Hạt nêm rồi, ok. Phải hạt nêm không ta? Trời ơi, bà còn hỏi hạt nêm không làm sao vậy? Phải vô, chút xíu thôi. Chai tương ớt có để chữ là chai tương ớt xí muội á. Chai tương ớt xí muội, rồi thấy. Rồi lấy đổ 2/3 chai tương ớt xí muội. Rồi. Rồi ok. Rồi 1/3 tương cà. Chút xíu xì dầu. Chút xíu nước vô. Anh nhớ rồi, anh nhớ. Ôi, về liền. Rồi nó sạch lại rồi, bây giờ cái nước sốt nó sạch lại rồi, giờ sao? Sạch rồi, tắt đi. Rồi sao nữa? Bỏ đầy luôn, bỏ nhiều lên. Xong rồi lấy một cái tương cà. Tương cà. Ít rồi. Ok, ít rồi đúng không? Ừ, thơm quá. Nhanh lên. Bây giờ anh lấy một cái đĩa dài đi, anh đổ nước sốt vào. Ôi nhưng mà bây giờ sốt là đổ lên trên đĩa luôn à? Ừ. Kế đến làm sốt nhé. Chảo dầu nóng thì phi hành, tỏi cho thơm. Nêm một chút bột canh chili mess và 150g tương xí muội chili mess. Một muỗng tương cà, dầu mè, cùng chút nước để sốt nóng lên là được. Trên cái đầu cho nó xòe nụ ra. Rồi. Nó giòn thơm lên. Đó quá nhỉ. Xong chưa? Bây giờ nó cứng rồi nè. Rồi. Bây giờ chiên cái dưới đi. Cái thứ nhất chắc phải bỏ lên tại vì chín rồi chứ đúng không? Ừ, vớt ra, chín rồi vớt ra đi. Rồi bây giờ em bỏ vô đúng không? Khoan, từ, cầm cái cục tàu hút kì. Rồi sao nữa? Chút ngược xuống. Ngược xuống hả? Anh đầu bếp đúng rồi, anh đầu bếp nói là để ngược. Rồi, em đang bỏ ngược xuống nè, rồi bây giờ nhúng xuống luôn. Nhúng rồi, cho nó vòng chỗ cái mấy cái nhành đi. Để... Chết rồi, dầu ăn sôi lắm rồi phải không Khánh? Cầm nhúng vậy nè. Biết rồi, nhúng rồi, rồi bây giờ sao nữa? Cho hoa nó nở ra. Rồi nó giòn, xong rồi bắt đầu chút ngược lên. Nổ ra xong rồi chúng nó dậy. Chút ngược lại nữa hả? Thì cầm ngược lại. Lấy đây đũa còn kẹp cái chỗ rồi. Cái eo của trái bầu đó đó. Bây giờ chín rồi, giờ sao rút ra ha? Chín rồi lấy ra. Trời ơi, cục này em làm đẹp quá. Cái này nó bể. Thế rồi một cái bị đổ nhân rồi. Bớt ra đi, kệ em ơi. Kệ đi. Kệ đi. Làm đủ 3 cái đã. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chết chờ. Lên món nào. Vậy là món đầu tiên của hai đội cũng xong rồi. Và thật sự thì cũng khá là ok. Khá là ok. Dạ. Ấn tượng. Rất ấn tượng. Ừ. Dạ bây giờ mời anh dùng thử ra. Dạ.
Thì nát rồi. 7.5 7.5 rồi. Con đội màu vàng á ha, làm á cũng giống chắc làm vậy ha. 8 điểm ha. Trời hay quá. Và trước khi chúng ta đến với món hàng tiếp theo thì chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Lần này đội xanh có bứt phá để giành quyền mở màn. Đến chỗ đạp, đến chỗ đạp. Trời ơi, bà đạp sao nó chạy như vậy? Món ăn thứ hai có làm khó hai chàng hay không? Còn mong cãi quá. Thôi, em thích làm như vậy thôi. Đừng có nghe lời anh Nghĩa nha. Nắm ở đây đúng không? Anh Nghĩa đang làm giờ đi nữa. Trời ơi, sao mà cứ suốt ngày giúp người ta vậy? Đâu có giúp đâu. Bây giờ anh cười quá. Bây giờ thôi anh đi theo em nghe nè. Cái gì vậy anh? Trời ơi, cái gì vậy? Trời thiệt luôn á. Được rồi. Các chàng phải vượt qua thử thách thế nào đây? Hãy cùng theo dõi nhé. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Khi chàng vào bếp. Và bây giờ sẽ là một trò chơi có mang tên là chân vịt đạp bóng. Bây giờ mình sẽ quy định nha. Bên Hoàng Thùy sẽ là bóng màu đỏ, bên Cao Ngân sẽ là bóng màu xanh. Bây giờ thì các bạn đã được nối chân lại với nhau rồi. Và dưới chân các bạn là mang những cái chiếc chân vịt. Ngân sẽ phải đạp bóng màu đỏ của bên Thùy, Thùy sẽ đạp bóng màu xanh của bên Ngân. Bên nào xong trước bên đó chiến thắng. Nếu như là đội nào thắng thì có quyền mở màn 3 lần, còn đội thua thì chỉ có 2 lần mà thôi. Rồi, bây giờ chuẩn bị nha. Đó chuẩn bị. Vui là chính. Mình vui là chính. Mình đạp màu đỏ. 1, đúng rồi. 2, 3, bắt đầu. Thùy ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, bên đây chỉ còn một bóng nữa thôi. Trời đất ơi. Đúng là hai bên ngang tài ngang sức. Bên đây chỉ còn một cái bóng nữa thôi, chậm hơn bên đây một chút xíu. Và như vậy là đội của Hoàng Thùy với lại anh Quân đã chiến thắng. Các em sẽ được mở màn 3 lần trong cái lần nấu này. Rồi, còn đội này thì mở màn được 2 lần. Và bây giờ xin mời anh Jack Lee. Xin mời. Món ăn thứ hai anh chắc sẽ giới thiệu món gì đây? Món nấm thập cẩm ha, xào với bông cải xanh. Vậy thì bây giờ nhờ anh Jack hướng dẫn cho Hoàng Thùy và Cao Ngân thực hiện món ăn này nhé. Vâng. Những anh em còn lại chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Đi thôi. Hai em theo tôi vô bếp. Cái thử thách số 2 nó sẽ khó hơn nha các em ha. Dạ. Nên phải cố lên. Và bây giờ là mình nói cái nguyên liệu đi. Đây mình có nấm bào ngư nè ha. Nấm đông cô nè, nấm đùi gà, nấm kim nha, bông cải xanh, tàu hũ, tiêu, gần. Cái này là bột canh nấm của Charlie Mac Food nha.
Dạ. Thì mời hai em ha. Yeah. Để chị lấy cho em. Được rồi. Ok. Chuyện chưa? Ngon quá. Vẫn là cái vị rất là thanh ạ. Dạ. Vừa thơm vừa ngọt. Đúng rồi đó, xào lên thì mình có một chút vị ha. Rồi, chúc may mắn. Yeah. Rồi ha. Yeah. Món nấm thập cẩm xào sẽ được thực hiện trong vòng 30 phút. Và Harion cũng xin nhắc lại là đội Cao Ngân và Đăng Khánh thì có thể mở được màn 2 lần. Còn đội của Hoàng Thùy và anh Quân thì mở màn 3 lần. Bung màn nào! Bung màn! 1, 2, 3, bắt đầu! Rồi, bắt đầu! Khánh ơi, bây giờ nè, Cưng có thấy cái bông cải xanh không? Yes, rồi, sir. Cái nào đây? Rồi, Cưng sắc ra. Rồi, sắc cà rốt. Thấy nấm ở trên bàn không? Thấy nấm. Xé ra từng miếng nhỏ ăn á. Để biết nấm lên chi, rồi sao nữa? Còn mấy cái nấm đùi gà, rồi nấm này nấm kia đó, mình sắc ra. Rồi. Rồi xong chưa? Trời ơi, bà phải cho tôi thời gian sắc chứ. Rồi, ok, bình tĩnh sắc đi Cưng. À quên, bây giờ trong quá trình Cưng sắc á thì Cưng bắt cái nồi nước lên trước đi. Bắt nồi nước lên đúng không? 2/3 nồi thôi, để mình luộc. Bắt lên đi, bắt nước lên đi. Để cho nó sôi. Để sai sao ấy. Thôi nhưng mà súp lơ là trình bày lên luôn đĩa luôn hả? Không, súp lơ phải luộc. Rồi, cắt làm sao? Không, nó đang tròn đó. Anh cắt đúng rồi cắt rời ra hết đi nhanh lên đừng có cọc à, rồi cắt mấy cái ra xong rồi xếp thành hình đúng không? Cà rốt cắt tròn đây nha, cà rốt cắt tròn nha. Rồi ok, cắt làm sao mà xếp thành hình tròn đẹp. Rồi hiểu. Sao cắt nó vụn ra hết luôn vậy? Từ nhà em đang cuốn. Bình tĩnh, hít thở. Nấm bây giờ cắt ra này. Nấm dễ xé thì xé nó ra thôi, còn chỉ có cắt mấy cái nấm mà cứng thôi. Rồi để anh cắt nấm xong đã. Ê, sôi rồi. Bây giờ sôi rồi. Rồi bỏ vô khoảng bao nhiêu phút mới xong? Khoảng 5 phút. 5 phút hả? Nhắc em nha chị Harry. Rồi chị không biết đâu nha, em tự xử nha. Rồi bây giờ em bỏ nấm vô em xào nè. Bỏ một chút gừng vô, bỏ một ít hành vô. Bỏ một ít hành vô, sắc hành cái. Rồi, bỏ hành vô luôn rồi. Rồi sao nữa, tiếp đi. Rồi nè, từ. Cưng thấy nước mà, để niềm á, nó giống hình nước mắm mà. Ờ biết mắm. Rồi, dầu hào. Nó gọi là rượu. À, rượu. Cứ bỏ vô một muỗng canh. Rồi chưa? Rồi, ok, tiếp đi. Một muỗng dầu hào. Biết, một muỗng vô hả? Một muỗng canh á. Rồi, ok, tiếp đi. 6 muỗng nước lọc. Thôi, cho 8 muỗng nước lọc đúng không? 1, 2 6, 7, 8, nhanh đi còn biết. Rồi, đủ rồi, sao nữa, tiếp đi. Nè, bây giờ lấy một cái chén nhỏ riêng. Rồi. Bỏ vô một muỗng cà phê nước lọc với nửa muỗng cà phê bột năng. Rồi, nửa muỗng bột năng, rồi. Quậy lên. Rồi, ok, rồi sao nữa, tiếp đi. Rồi, bắt đầu mình múc tầm 2/3 muỗng cà phê, cái nước đó bỏ vô cái chảo xào nấm. Rồi, ok. Rồi, sao nữa, xào lên đều hả? Xào đều lên đi. Bỏ thêm một miếng xì dầu. Bỏ nửa muỗng cà phê hạt nêm. Nửa muỗng cà phê tương ớt đúng không? Đúng rồi. Nửa muỗng cà phê tương ớt không hay gì đúng không? Rồi ok, rồi. Rồi, Cưng thấy sệt chưa? Rồi, em thấy sệt lắm rồi đó. Nấm mà nấm cứng bỏ trước. Nấm cứng bỏ trước, ok. Ok. À quên, nhầm, từ từ. Bỏ tỏi vào đi, bỏ tỏi vào gừng vào.
thơm lên là xong mới bỏ nấm, nấm cứng trước nha. Cho nấm vào rồi anh đang cần làm đoạn nào đấy? Anh đang cho nấm vào, cho nấm cứng vào trước. Ừ, công thức này, một muỗng rượu. Nhanh tay nó kép bây giờ. Ba muỗng dầu hào, nấm bỏ hết vào kia là cũng ngon rồi đó. Một chén nước. Ôi, sao nhiều nước chứ? Sao nhiều nước vậy ta? Anh bỏ thêm cho em một ít, một đăng ít thôi nha. Một ít thôi. Ừ, để nó sệt lại. Đừng nói như vậy. Cái đó thì phải hòa ra nước. Ít thôi nha. Phải hòa vô nước à? Ừ, phải hòa vào. Đổi vừa cái đó nó bỏ một. Bây giờ anh vừa làm đoạn nào anh phải tường thuật lại cho em. Từ cho từ vào thôi, cho từ giao vào xong thôi. Giao xong chưa? Giao xong chưa? Giao xong rồi, giao xong rồi. Để tắt bếp đi nhá. Ừ, cái đấy anh đổ riêng ra một cái chén. Đúng 5 phút rồi đó. Khánh ơi. Rồi em tắt bếp rồi. Rồi sao nữa chị Ngân? Rồi bây giờ sẽ tới lượt chiên tàu hổ. Chết rồi, em hết cái chảo rồi. Rửa cái chảo, đổ nắm lên cái tô đi, đổ nắm lên cái tô. Rồi. Khánh ơi, với mở màn nè Khánh. Rồi, mở màn đi. Em đang làm đúng như những gì chị nói rồi đó. Rồi bây giờ nè, em đang chiên tàu hổ nè. Rồi sao nữa? Rồi làm cái chảo thật sạch nha. Sắc ghế thành khuôn khoanh ba khoanh đều nhau. Rồi ok. Cưng thấy cái bột năng không? Bột năng. Thay đây. Lấy một miếng xong rồi cưng gạt, cưng chén lên cái miếng tàu hũ á. Rồi khác gì nè. Hết thôi hả? Một mặt coi được coi. Rồi à, sao nữa? Thấy hạt nêm nắm bầu ngư không? Rồi sao? Cưng lấy một ít gửi lên cái bề mặt của rồi hủ á. Rồi đúng luôn rồi, sao nữa tiếp? Rồi bắt chảo lên chiên. Rồi bắt chảo lên chiên thôi vậy đúng không? Ok. Rồi bây giờ bỏ đá vào đây đúng không? Đúng rồi, bỏ đá vào đấy ạ. Rồi bây giờ làm gì? Trời ơi, bây giờ cái đó làm gì thì nó không có hợp lý tí nào. Tất nhiên là tự xử hết, tại sao ở đây thì anh phụ người ta quá trời như vậy thì nó là thiên vị, nó không có công bằng gì hết. Thì cái này nó là bộ ký cho nó làm như vậy được. Anh ra ngoài đây hết chuyện với em nhỉ? Chương trình khi chàng vào bếp thì tự xử nha. Harry, không nghe gì cả. Ok, ra lên. Ở đây, có lên. Chưa, trời ơi, anh phụ là phải cách nhiều đó. Trời ơi, làm việc nhanh đi. Harry, cắt ra là 4 miếng. Cái miếng đậu hũ bây giờ cắt ra là 4. Bây giờ lấy một ít bột năng. Ok. Bôi lên cái phần đậu hũ. Bây giờ anh chiên làm sao, anh cẩn thận đừng cho nó vỡ. Rồi, một cái màu vàng tới rồi mà có một mặt thôi. Chiên hai cái cục kia ra chị luôn. Chiên rồi. Xong rồi đúng không? Bây giờ cứ lấy tàu hũ ra xong rồi cưng coi cái bông cải xanh nó lạnh chưa rồi. Nó lạnh rồi. Vớt ra làm gì nữa, nói. Giờ bắt chảo lên, tỏi với gừng. Tỏi gừng. Rồi. Tỏi vô thêm một chút xíu muối thôi nha. Cưng cứ coi cái clip mà của cái anh người nước ngoài mà nấu ăn mà gắt muối. Biết rồi, em gắt luôn cho. Đúng rồi, chút xíu thôi. Kiểu nữa hả? Rồi, ok. Kiểu hả? Bỏ bông cải với cà rốt vô. Sao? Rồi, sao nữa, nói đi. Bỏ một muỗng dầu hào. Nửa muỗng canh ruột. Anh nghĩa đang làm giờ đi nữa. Trời ơi, sao mà cứ suốt ngày giúp người ta vậy? Không anh có giúp đâu. Bây giờ anh bận quá. Bây giờ thôi anh đi theo em nghe nè. Cái gì vậy anh? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, thiệt luôn á. Đi coi em nó làm sao. Chiên cẩn thận nó vỡ nha. Rồi. Em mở lên đi. Chị ơi, mở không. Lên đi. Rồi. Ok, bây giờ. Không phải rồi. Thấy chưa? Vàng chưa? Bây giờ lấy đĩa ra. Để trưng bày á. Để ra đây. Xếp cái đậu hũ. Rồi. Xếp cái đậu hũ này. 1, 2, 3 ở giữa. Ok. Xong rồi cái đậu hũ ở trong. Xong ở trong cùng với nấm. Nấm ở giữa này, đậu hũ này, 1, 2, 3 này. Nấm này nhìn tay em. Ok, hiểu. 3 miếng thôi đúng không? Ôi, từ từ cứ lấy từ từ lấy cái đậu, lấy cái muỗng á.
Rồi. Xong chưa? Đang. Rồi. Nhanh lên. Đây đây từ từ. À, lấy một cái nấm chôm. Rồi. Nấm kim châm. Ừ, trồng ở giữa như kiểu cắm hoa ấy. Rồi. Nấm xào được chưa? Nấm xào. Rồi. À, đổ xung quanh ở ngoài. Và ở ngoài nữa là một vòng tròn. Đây anh cầm qua bên kia. Coi chừng rớt cái nước nha, không rớt cái nước. Đây đúng không? Đúng rồi. Nấm ở đây đúng không? Xong rồi cái ớt á, quả ớt á. Đây, có đang bị nó cắt xé nó ra. Cắt hoa đúng không? Xong rồi để đây. Ừ. Xong rồi rau cắm lên, rau cắm ở giữa. Rồi, thế còn cái bên này? Bên này ở ngoài cùng là cà rốt. Cà rốt. Bên còn rau súp lơ. Lấy rau đi. Rồi, lấy rau. Xếp bóng tròn. Đây cắm cho. Ôi, xé nhỏ đây, ra, đây, xé đây, nhỏ đây, ra, xé nhỏ ra. Đây, nhưng mà đây đúng không? Xé nhỏ ra, đúng rồi. Xé nhỏ rau ra. Ok. Em cạn cả cổ rồi đây. Nè, bây giờ nghe chế nói nè. Ờ. Ủa, khoan, chế. Ủa mà cái này chưa? Mà sao đi có cái gì mà đỏ đây vậy? Chế mở gạp nè. Gì đỏ đây là sao vậy Khánh? Khánh ơi Khánh, gì đỏ đây vậy? Bây giờ sao là sao? Ủa mà sao em không làm hết súp lơ đi? Anh đang nghĩ anh cứ làm. Em làm cái gì có 2-3 miếng vậy? Hết thịt vậy? Rồi bây giờ còn bông cải quá. Thôi, em thích làm như vậy thôi. Bên kia ta làm nhiều lắm. Bưng mấy cái ấy lên cho chế coi. Hư rồi. Cái kia. Ok luôn hả? Sao nữa? Rồi, trang trí nè. Nè, cứ bây giờ này rắc bột vô đây. 1, 2, chụm một chỗ. Rắc bột vô đây nè, để anh làm cho nha. Bỏ bột đây phải không? Bỏ bột đây đúng không? Không. Đừng có nghe lời anh Nghĩa nha, mình đang đúng chương sách đàng hoàng như ba cái ly chụm lại rồi. Nè, anh đang chụm nè. Sai rồi, đừng đứng lên. Hello Khánh ơi. Rồi, em đang dựng đứng lên nè, rồi sao nữa, nói đi. Thứ tự là mình ở trong là mình sẽ cho ba cục tàu hũ trước. Bây giờ cái nấm là bắt đầu tới ở ngoài là cái nấm đúng không? Cái tàu hũ tới cái nấm. Đúng rồi, tàu hũ tới cái nấm. Đổ cái nấm ngay giữa đó em. Để vòng tròn cái cơn, đừng có bị lên. Em biết rồi. Sau đó mình sẽ sắp tới cúp lơ, cà rốt là ở ngoài cùng á. Đúng rồi đó, đẹp á. Nhưng mà ý là rau là đầy hết. Bông cải chưa có xào hả? Không, rau có bông cải luộc mà. Quên. Xào bông cải lên đi. Xào bông cải thì okay. Bỏ tỏi mấy gừng vào. Bỏ một ít dầu hào. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. Và cuối cùng thì cũng đã xong món này. Bây giờ là dọn món lên thôi. Là món thứ hai của hai đội đã xong rồi. Đẹp cũng rất là đẹp mắt và lung linh. Các em sẽ được nếm ngay thành quả của mình, nhưng mà sau ít phút nữa nha. Lần đầu tiên vào bếp của đội xanh khiến cả hai nóng ngóng, đã khiến đội vàng thắng nửa điểm. Liệu rằng ở món hai này đội xanh có hiểu ý nhau hơn? Bên này ở ngoài cùng là cà rốt. Rau súp lơ. Lấy rau đi. Chiến thắng sẽ thuộc về ai? Nó lẹt mà nấm nó rồi dai dai thì phải, nó không có kiểu sực sực mà vừa ăn như lúc đầu em ăn. Cái này mặn hơn nhỉ? Em không chắc ăn được mặn. Kết quả sẽ được bật mí ngay. Quay lại với chương trình Khi Chàng Vào Bếp. Bây giờ thì các em sẽ nếm món ăn, nhưng mà phải bịt mắt lại.
Nó lạc mà nấm nó hơi bị dai dai thì phải. Nó không có kiểu sực sực mà vừa ăn như lúc đầu em ăn. Còn Thùy thấy sao? Thấy ngon. Vừa. Vậy nói giờ em cho điểm nhiêu Ngân? Nếu như bên đây em cho điểm á thì em cho 7 điểm thôi. 7 điểm, còn Thùy? Em cái này em cho 9 điểm. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ mình nếm cái món tiếp theo nè. Rồi, Thùy nè. Rồi. À. Cái này mặn hơn nhỉ? Tuy cái này hơi mặn một chút nhưng mà vẫn khó được cái vị mà lúc đầu em ăn. Ừ. Thùy em sẽ cho bao nhiêu điểm? Em không sẽ ăn được mặn. Chắc là 7 điểm thôi. 7 điểm. Trời ơi. Còn em thì cho bao nhiêu điểm? Dạ 7. 7 luôn hả? Ai, đúng là cái món đầu tiên các bạn ăn là do Quân làm. Món thứ hai là do Khánh làm. Bây giờ thì mời hai chàng trai trở lại bếp cùng với chúng tôi. Dạ, bây giờ mời anh Jack. Tám điểm. Dạ. Ha. Còn Khánh. Khánh á. Cho 8 điểm luôn. Oh. Sau hai món ăn thì kết quả như sau. Đội của Hoàng Thùy với anh Quân ở vòng 1 giám khảo cho 7,5 điểm. Vòng 2 thì Thùy cho 9 điểm, Cao Ngân cho 7 điểm. Anh giám khảo Jack Lee cho 8 điểm. Tổng điểm là 31,5 điểm. Còn đội Cao Ngân và Đăng Khánh, món ăn đầu tiên là anh Jack Lee cho 8 điểm. Vòng thứ hai là Hoàng Thị cho 7 điểm. Và Cao Ngân cho 7 điểm luôn. Và anh Jack Lee cho 8 điểm là tổng cộng 30 điểm. Như vậy là phần thắng hôm nay thuộc về đội của Hoàng Thùy với lại anh Quân. Chúc mừng. Chúc mừng ha. Hai đội xin tặng các bạn một cái kỷ niệm của chương trình. Ghi rồi, kỷ niệm, rất là kỷ niệm. Giỏi rồi. Bây giờ trao hoa cho người chiến thắng nè. Trời ơi, cảm ơn Quân. Thưa quý vị, hôm nay rất là vui. Đến đây thì chương trình Khi Chàng Vào Bếp xin được phép kết thúc chương trình cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và cảm ơn Julie McFood đã đồng hành cùng với chúng tôi. Chương trình phát sóng vào lúc 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Khi chàng vào bếp. Khi chàng vào bếp. Trong tuần sau, nghệ sĩ nào sẽ đại náo gian bếp? Ngò là cái gì? Ngò là cái gì? Ngò là cái lá mà hay nhét cái bánh mì ăn đó. Dạ rồi, em đang chét ba tê nha chị ơi. Nghe đang chét 5 phút mà cứ đang chét ba tê hoài vậy. Chàng trai nào sẽ khéo léo hơn? Ủa, anh tìm cái nồi được không? Cái nồi chiên được à? Ừ. Cái này chiên được đúng không? Trời ơi. Trời ơi. Cái gì? Cái nồi này không chiên được. Trời ơi. Nó nở lòng nào. Nó lấy cái này để đòi chiên. Trời ơi. Trong khi một vàng nồi để kia đẹp lộng lẫy nó không lấy. Đã nói rõ ràng cái mùi anh nó nồng vậy. Làm nhẹ nhẹ thôi. Vậy mà nó cháy hết sạch như vậy nè. Trời đất ơi, làm sao ăn. Tội nghiệp anh giám khảo lắm luôn. Làm khổ thế. Đây là cách ngăn. Không. Em nói cái mặt này, cái mặt kia. Nào? Mở màn lên vẫn không hiểu nhau. Cái mặt này là cách như vậy nè. Trời. Món ăn hấp dẫn gì sẽ được tiết lộ? Nhớ đừng bỏ lỡ Khi Chàng Vào Bếp. Phát sóng lúc 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7.